Thực chất trong bất kỳ một cái kinh doanh ngành nghề nào thì các bạn nhìn thấy cái người khác thành công thì các bạn cũng muốn làm và học theo họ, nhưng là các bạn chỉ nhìn thấy cái trên cái bề nổi của người ta thôi, trên cái bề nổi của tảng băng chìm thôi, chứ các bạn không nghiên cứu sâu là ở phía sau của họ đã chuẩn bị những cái gì. Mà khi mà các bạn nhìn thấy họ thành công và các bạn bắt chước làm theo, các bạn sẽ không được thành công như họ, và một số người thì có thể là thất bại. Các bạn cứ nhìn người khác để làm theo thì không khác gì các bạn như là một người bị mù mà đi ra đường nhìn cả. Thì các bạn cứ đi như thế này đi này thì không biết đâu là đường chính của các bạn, là ai bảo đi đoạn nào thì các bạn đi đường đó, đúng không ạ? Thì để một kinh doanh thành công thì người ta phải có cái chiến lược và cái mục tiêu rõ ràng. Và một trong những cái bí quyết quan trọng nhất của Pozzati tạo nên một cửa hàng thành công ấy, đó là cái chất lượng của Pozza nó phải thực sự là nó phải rất là đặc biệt và khác với những cái cửa hàng xung quanh, đúng không ạ? Cái thứ hai là sự trải nghiệm khách hàng. Thì Pozzati nhấn mạnh vào cái thiết kế, nhấn mạnh vào cái sự trải nghiệm. Pozzati hiểu ấy, khách hàng của Pozzati là các bạn giới trẻ và các bạn rất là thích cái sự trải nghiệm, cái không gian trẻ phù hợp, nhưng nó vẫn có một cái gì đấy nó sang trọng. Cái thứ ba là cái chiến lược về marketing, và Pozzati thì sẽ làm rất là mạnh về cái vấn đề mà marketing online cho khách hàng, là ai biết rằng là đây là cửa hàng của mình và có rất là nhiều cái sự khác biệt, nhiều sự trải nghiệm khác để cho khách hàng tới sử dụng. Và cái thứ tư nữa ấy, là những cái chiến lược kinh doanh thì Pozzati đều có chiến lược và có cái lộ trình rất là rõ ràng để giúp một cửa hàng thành công. Theo chị nghĩ nhá, thì mỗi một cái thương hiệu ấy thì nó mang một cái đặc tính riêng của từng cái thương hiệu đấy, đúng không ạ? Vì với Pozzati ấy là nó đến từ cái đam mê và nhiệt huyết của chị. Nếu như thực sự theo chị nhá, mình kinh doanh bất kỳ một cái ngành nghề gì á, ngoài cái việc kiếm tiền ra chị không nói, nhưng mà cái việc mà nếu như mình không đam mê nó thì cũng khó mà đạt tới cái mức mà mình thành công như mình mong muốn được. Bởi vì trong cái lúc kinh doanh ấy nó sẽ có rất nhiều cái khó khăn, và nếu như mà mình chỉ vì tiền thôi thì đến một lúc khó khăn nào đấy mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng với đam mê thì mình sẽ quyết tâm và mình sẽ làm được. Và cái mà tạo nên sự khác biệt của Pozzati với các thương hiệu khác ấy là chị trực tiếp chị nghiên cứu về đồ uống, và bản thân chị thì nghiên cứu uống rất là nhiều các loại trà sữa. Nhưng mà chị cái dòng trà sữa mà chị yêu thích nhất là nó vẫn phải đậm đà. Cái vị trà nó rất là đậm nhưng nó phải là thơm và ngậy béo. Khi mình uống vào trong miệng mình là chị phải cảm nhận được là nó ngậy ngậy, thơm thơm. Uống xong mà mình phải cảm thấy nó có một cái gì đấy nó làm cho mình thích và mình yêu mến nó. Do vậy là cái Pozzati ấy là chị tạo lên một cái hương vị riêng. Trà thì rất là đậm vị và sữa thì ngậy béo. Đó là cái sự khác biệt của thương hiệu của Pozza với các thương hiệu khác.